đạt không gian quyền là nhân viên kỹ thuật. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng cái nước ống lạnh Fuse Modem W1500E. Trước tiên các bạn bóc nhãn dán bình nước. Tiếp theo các bạn đặt bình nước nhẹ lên trên đầu của máy. Với lần sử dụng đầu tiên, các bạn xả bỏ một ly nước ở cả hai vòi. Tiếp theo, các bạn cắm dây nguồn vào ổ cắm. Sau đó, các bạn bật hai công tắc ở đằng sau máy, tương ứng với công tắc nước nóng và công tắc nước lạnh. Như các bạn đã thấy, máy được trang bị 3 đèn báo nước nóng, đèn báo nước lạnh và đèn báo đủ nhiệt độ. Máy sẽ tự động chuyển sang đèn xanh khi nước đã đủ độ nóng và đủ độ lạnh để tiết kiệm điện. Máy còn được trang bị khóa an toàn. Khi nhà có trẻ em, các bạn gạt khóa sang bên trái, nước nóng sẽ bị khóa. Còn khi muốn sử dụng lại nước nóng, các bạn gạt sang bên phải. Khi bình hết nước, các bạn tháo bình nước cũ ra và cho bình nước mới vào. Sau một thời gian sử dụng, các bạn nên vệ sinh máy bằng cách tháo lắp trên của máy và đem đi vệ sinh. Sau khi vệ sinh xong, các bạn lắp lại lắp trên của máy để cho máy hoạt động bình thường. Nếu trong một thời gian dài không sử dụng, các bạn nên tháo bỏ hết nước trong máy bằng cách các bạn vặn núm ở đằng sau máy. Lưu ý, các bạn nên để máy nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời và không để máy lên các vật liệu dễ cháy. Cuối cùng, các bạn không nên sử dụng các chất tẩy rửa mạnh để vệ sinh máy. Cảm ơn các bạn đã xem clip hướng dẫn của chúng tôi.